chào mừng các bạn đã quay trở lại với podcast người trong môn nghề mình là Việt Anh và hôm nay thì mình có mời đến studio của Spy Room một khách mời khá đặc biệt một khách mời rất là trẻ đó là bạn Trần Thế Trung Trung thì là quán quân Olympia năm 2019 và cũng có một cái quyết định mà có lẽ là có rất nhiều người thắc mắc đó là em lựa chọn là ở Việt Nam thay vì là đi sang úc học trong cái buổi nói chuyện hôm nay thì anh tin là mình cũng sẽ đi qua những cái những cái topic rất nhiều topic liên quan đến việc học tập cũng như là nói nhiều hơn về cái quyết định này của em. Nhưng mà trước khi mình bắt đầu thì anh anh rất là cảm ơn Trung vì đã dành thời gian ngày hôm nay đến đây để nói chuyện với anh trên podcast người trong một nghề và anh không biết là ngoài những gì anh đã giới thiệu thì em còn muốn bổ sung thêm gì không? À vâng thì trước hết em cũng muốn gửi một lời chào đến các quý vị khán giả đang theo dõi podcast người trong một nghề của Spider Room thì uh cá nhân em dạo này em hay nói với cả các báo là ừ. em muốn biết đến nhiều hơn với vai trò là trọng tài bằng rổ cũng như là phó chủ tịch câu lạc bộ số việt nam nhưng mà ừ. ý là kiểu nói như thế thì nghe nó kiểu cũng hơi khoe nói nói thế nghe nó dài dòng nghe nó kiểu gọi là như kiểu liệt kê một cái bảng thành tích ra ấy nhưng mà kiểu Ý là, em đấy là những thứ mà em đang làm hiện tại và gọi là kiểu không không phải là em expect mọi người kiểu nhớ tất cả những thứ đấy Ý là, kiểu khi mà em làm từng cái thì em em làm cái gì em muốn mọi người nhớ đến em với cái vai trò đấy về cơ bản thì Olympia nó 5 năm trôi qua em cũng gọi là không phải là không muốn nhắc lại bởi vì ai thì ai thật nhưng mà kiểu mình cũng phải đi tiếp Vậy là gọi là bây giờ thì em sẽ có thêm những cái những cái chức vụ hoặc là những cái công việc khác nó gọi là tạm gọi là trọng tài bóng rổ này rồi em còn là phó chủ tịch câu lạc bộ cờ shogi việt nam tức là shogi thì là cờ của nhật này. cờ chung cờ gọi là cờ tướng của nhật bản cũng là một bộ môn mà anh nghĩ là cũng cũng rất hay và cũng đang dần dần phổ biến hơn ở việt nam có một cái nữa anh anh rất uh, tò mò đó là anh anh có nhìn nhận thấy nhé dường như là kiểu xã hội đang có một cái mọi người xã hội thì đang có một cái kỳ vọng nhất định đặt lên những cái người tạm gọi là quán quân olympia đây như em này hoặc là như tất cả quán quân olympia thế nên tại chính vì thế nên nó mới có những cái cuộc tranh cãi kiểu như là uh, ví dụ như tại sao bạn này lại không đi nước ngoài cơ hội thế thì sao bạn không đi mà lại chọn ở việt nam đấy là cuộc gọi là tranh luận em gặp phải hoặc là lại có những người khác lại tranh luận về câu chuyện là uh, tại sao ví dụ bao nhiêu quán quân olympia đấy họ ở nước ngoài hết không quay về đóng góp cho Việt Nam, hóa ra là đào tạo nhân tài cho nước Úc à. Anh thấy là cái những cái tranh luận đấy có vẻ như là nó cũng khá phổ biến nhá và đôi khi nó cứ cứ, cứ gần như là kiểu đến hẹn lại lên ấy, cứ một cái mùa nào hoặc là một cái thời điểm nào đấy nó lại nổi lên. Và mọi người lại tiếp tục tranh cãi những cái thứ mà cứ lặp đi lặp lại. Vậy thì em có em có nghĩ là mọi người đang có những cái cái nhìn nó chưa chính xác không hay là nó hơi khắt khe và nó có những điều mà chưa được hợp lý không bản thân em cùng với khá là nhiều các bạn trong cộng đồng olympia thì nghĩ rằng là mọi người cũng đang hơi nâng cao quan điểm suy cho cùng ý, thì đường lên đỉnh olympia nó cũng chỉ là một sân chơi một cái game show như truyền hình thì nó mang tính kiến thức và nó bao gồm học sinh cấp 3 kiểu vào và kiểu có tính thành tích nên là mọi người quan tâm à, chính bởi vì nó có tính thành tích cho nên rằng là mọi người sẽ mặc định coi những người chiến thắng cái cuộc thi đấy là kiểu nhân tài ừ. thì kiểu mọi người sẽ có những kỳ vọng nhất định bản thân em em nghĩ rằng là kể cả học sinh giỏi quốc gia đi thì nó cũng chỉ chứng minh được khả năng của bạn với một set đề với một set kiểu problem nhất định ừ. thì kiểu bạn giải được cái set problem đấy thì bạn được giải học sinh giỏi quốc tế gần như cũng thế ý là kiểu Um, em thì chưa có cơ hội Được tiếp cận với quốc tế Maybe có thể rằng là Những cái thí sinh ở đấy sẽ được tiếp cận Với những vấn đề thực tế hơn chẳng hạn um, Ý là Không phủ nhận cái thành tích mà họ đạt được nha Gọi là Làm được những cái điều đấy thì cũng đã chứng minh rằng Bạn có một năng lực nhất định Bạn có một cái set of skills, abilities nhất định Đấy um, Nhưng mà nó Cũng không chứng minh được tất cả rằng là rất là mình không thể gọi là gói gọn họ lại trong một từ như là nhân tài hay là kiểu uh, gì nhỉ, thần đồng rồi là các thứ những cái từ mà người ta vẫn hay nói về học sinh quốc tế rồi là học sinh được giải rồi quán quân olympia các thứ thứ những cái từ mà người ta hay nói người, bởi vì những từ đấy nó đều mang tính kiểu vỡ đũa cả nắm mang tính kiểu quy trục đây em nghĩ là olympia hay là kể cả học sinh giỏi quốc gia quốc tế bất kỳ cuộc thi nào nó cũng chỉ là cuộc thi thì người chiến thắng cuộc thi đấy là người gọi là đáp ứng các điều kiện theo luật của cuộc thi đấy để giành chiến thắng thế thôi và gọi là những giải thưởng dành cho họ thì cũng là gọi là đã định sẵn từ trước nằm trong quy định và gọi là đấy là cơ hội dành cho cá nhân họ thì ví dụ những cái suất học bổng đi du học thì đấy là một cơ hội và những người những anh chị còn quân trước em thì họ dùng cái cơ hội đấy để phục vụ cho mục đích cá nhân của họ để họ đi học đi làm đi nghiên cứu và có thể định cư bên úc đấy đa số các quán quân ở định cư bên úc thì với cá nhân em thì vì những lý do thế này thế kia và vì mong muốn cá nhân em nó khác thì à, em không chọn thế đó, kiểu đơn giản <laughs> nghĩ đơn nghĩ đơn giản nó sẽ đơn giản Nà, kiểu em cũng khá là không thích cái cách mọi người nâng quan điểm lên bởi vì là bọn em nói cho cùng bọn em đi thi olympia cũng chỉ vì đam mê cá nhân gọi là ở hồi, hồi nhỏ mình thấy chương trình này ồ oh, hay kiểu có cái mang tính biểu tượng cái thứ mình mong muốn là được lên đấy mình được trả lời câu hỏi mình được gọi là thi thố khả năng của mình và chinh phục được cái đỉnh cao đấy bọn em đi thi cũng chỉ vì cái mục đích đấy thôi Nên là kiểu lên báo thì mọi người cũng gọi là không phải chỉ mỗi quán quân đâu người ta soi xét rất là nhiều thứ của các bạn học sinh cấp 3 các bạn mới 16 17 tuổi các bạn đi thi đến em bây giờ hay đến em nghĩ là có những người lớn tuổi hơn em mà cũng chưa chắc chắn là mình kiểu thật sự trưởng thành mà thì tại sao lại phải có các khóa khắt khe với nhau như thế có những chuyện mình cần phải khắt khe có những chuyện mình không nên khắt khe một tí nào cả ví dụ như có bạn này khóc trên sân khấu bạn kia ngồi thậm chí quỳ xuống cái bục về đích để gọi là viết nháp trả lời câu hỏi bởi vì bọn em đâu có bàn ở đấy đâu bọn em có những bạn không quen ngồi sổm như em thì cũng không không ngồi sổm được thì đấy là cách các bạn viết thoải mái các bạn trả lời câu hỏi chẳng hạn hoặc là có những bạn được không điểm đi kiểu gọi là soi mọi những cái đấy để làm gì ừ, em nghĩ là lý do duy nhất là nó là một câu chuyện ăn tiền nó không có chuyện đắt khách để một câu chuyện mà gây được sự chú ý bởi vì người ta đã mặc định suy nghĩ rằng là các bạn chơi trên cái cuộc cuộc chơi đấy là những bạn đã có năng lực đến mức độ nào đấy hoặc là người ta expect người ta mong đợi ở các bạn là phải thế này thế kia nhưng mà các bạn cũng chỉ là học sinh các bạn cũng sẽ có những ví dụ như uh, có những thứ nằm ngoài vùng hiểu biết của các bạn ở trong cái cuộc thi đấy các bạn không trả lời được thì các bạn không có điểm nó cũng không phải là một cái gì quá gọi là to tát để mọi người soi mói vào đấy đấy và thật sự là kiểu cảm giác là như kiểu nó giống như kiểu câu chuyện số bít ấy đấy, ý ra người những người đấy là những người nổi tiếng những người gọi là họ có ảnh hưởng nhất định lên dư luận còn đến các bạn học sinh các bạn đi đi thi thì kiểu các bạn cũng không có ý định là nổi tiếng các bạn cũng chỉ muốn gọi là thỏa mãn cái đam mê của mình thôi mọi người cũng đừng so sánh các bạn như thế nói đến câu chuyện đấy lại quay về phần em bởi vì là em thành quán quân rồi và gọi là mặc định mọi người cũng suy nghĩ là em có tầm ảnh hưởng nhất định đến công chúng đấy lại là một câu chuyện khác đấy là một câu chuyện kiểu em cũng cảm thấy khá áp lực một tội là ừ, ý là em cũng phải thừa nhận là em cũng có một lượng follow khá khá trên mạng xã hội và kiểu những cái gì em nói những cái gì em chia sẻ thì nó cũng sẽ tác động nhất định mặc dù em vẫn thể em vẫn kiểu sit ngay trên ngay trên <laughs> cái cái ác chính của mình nói về cái chuyện ảnh hưởng thì em vẫn em vẫn nhận thức được đời đời và em vẫn mong muốn được lan tỏa những cái giá trị tích cực đến cho mọi người và tất nhiên là đôi khi chia sẻ những cái quan điểm của em mà tất nhiên là những thứ về mặt quan điểm thì không phải ai cũng đồng ý đấy, một khi đã dính đến quan điểm lúc nãy em nói rồi kiểu quan điểm nó là quan điểm và nó tồn tại kiểu là mọi người có quan điểm khác nhau quay lại về câu chuyện là kiểu bây giờ em có ảnh hưởng như thế thì em để không được chia sẻ quan điểm cá nhân của mình thì nó lại hơi vô lý nên nói ở đây thì em nghĩ là anh em mình trao đổi thảo luận với nhau thôi bởi vì bản thân em cũng cảm nhận được cái sự mâu thuẫn ở đây nhưng mà em nghĩ là tất cả cũng vì là cái sự ý, cái sự kỳ vọng nó xuất hiện từ công chúng cái một cái sự kỳ vọng mà gọi là nó không nó không thực tế cho lắm ừ. đấy bản thân em đang đang nói câu chuyện này em cũng cảm thấy sự mâu thuẫn là à bây giờ gọi là mình cũng biết là những cái người mà người ta có tầm ảnh hưởng thì người ta cũng cần phải chú ý một chút nhưng mà kiểu là giới hạn cho cái việc đấy là gì và như thế nào thì ảnh hưởng và ảnh hưởng gọi là cái tầm ảnh hưởng có thể đến đâu ví dụ như một cái câu nói một cái status một cái bài share đi chẳng hạn để kiểu cái tầm ảnh hưởng của nó sẽ đến đâu và ảnh hưởng của nó sẽ tiêu cực hay tích cực như thế nào đâu là giới hạn cho việc mà kiểu những người như em vẫn không phải là có nhu cầu làm người nổi tiếng vẫn có nhu cầu là sống cuộc sống cá nhân đâu là giới hạn để cho bọn em có thể gọi là vẫn được sống gọi là thoải mái đi và gọi là để ý ngôn từ trên mạng xã hội chẳng hạn đấy thì cả đấy em nghĩ là kiểu mình có thể nói chuyện với nhau thì những cái chuyện đấy nó sẽ không biết sáng tỏ được hay không nhưng mà cũng sẽ nói được là cũng là một bước tiến anh muốn hỏi về cá nhân em đi. Thì ví dụ như bây giờ cái Mark là nhà vô địch Olympia đi. Nó có đem lại cho em cái 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 phiền phức nào về mặt cá nhân không? Hoặc là phiền phức thì đương nhiên là một chiều nhá, nhưng mà cái chiều ngược lại là nó có đem lại cho em những cái lợi thế gì? Thì cái chuyện phiền phức thì cũng có khá là nhiều. Yeah, ngay câu chuyện em vừa kể nó là một cái phiền phức nhất định rồi bởi vì gọi là Tự nhiên là mình đang gọi là cái quan điểm của mình mình đang được chia sẻ một cách thoải mái. Thì đấy nó lại tự nhiên lại gặp phải cái sự soi mói của nhiều người thì lúc đấy mình tất nhiên mình vẫn có quyền nói thôi nhưng mà nói ra xong nó ảnh hưởng như nào và xong đấy nó ảnh hưởng ngược lại đến chính mình như thế nào thì nó là một cái bất tiện. Bởi vì có cái mác đấy nên là mọi người bây giờ tất nhiên là không thể thay đổi suy nghĩ của mọi người một sớm một chiều được về cái câu chuyện là gán mát cho người khác, cho nên là vẫn sẽ em vẫn sẽ gặp phải những cái sự kỳ vọng nhất định từ mọi người và đôi khi những cái kỳ vọng đấy nó không thực tế, nhưng mà vô hình chung tạo ra một cái áp lực cho cho em. tất nhiên là em cũng không nghĩ đến nhiều đâu kiểu em đã học cách đôn ghi và xui vào đấy. đấy. <cười> <cười> nhưng mà kiểu uh, đấy. còn về lợi ích thì một mặt quay lại em cũng nói từ lúc nãy rồi đấy là kiểu bởi vì khi mình chia sẻ một cái ý kiến cá nhân ấy nó không còn là kiểu giới hạn trong cái vòng bạn bè của mình đâu nó có thể lan tỏa rất nhiều người thì mình có thể chia sẻ được những điều mình cho là đúng và chia sẻ được những cái thứ gọi là những cái năng lượng tích cực cho mọi người và một cái lợi ích rất là rõ ràng nữa đấy là ví dụ em không có danh hiệu quán quân olympia thì em sẽ không ngồi đây ngày hôm nay <laughs> tức là nó mang đến cho em những mối quan hệ, mang đến cho em những cái cơ hội hợp tác, những cái cơ hội chia sẻ và là có thể là sẽ giúp ích được một phần cho những dự án mà em đang làm chẳng hạn. Ví dụ người ta biết đến em, người ta biết đến em gọi là có thành tích này, thành tích kia. Rồi em đang làm cái này cái kia mục đích là tốt ý là kiểu ví dụ như chỉ biết là em đang làm cái này cái kia thôi đi thì có thể người ta không quan tâm lắm. Nhưng mà kiểu nếu biết em là quán quân thì ok người ta cũng kiểu có thể người ta có niềm tin tâm, hơn đúng không có thể người ta sẽ quan tâm hơn một chút và thậm chí có thể người ta sẽ hỗ trợ luôn thì thì càng tốt thì đấy nên là nghe nó cũng là kiểu lợi dụng nhưng mà tất nhiên là đấy đấy là danh hiệu mà mình kiểu mình sử dụng nó thực ra thì cũng không không hẳn là lợi dụng đâu anh nghĩ là nó chỉ là câu chuyện giống như kiểu là người ta sẽ có niềm tin hơn Tức là người ta sẽ có niềm tin hơn bởi vì cái khả năng của bạn đã được chứng minh ở một cái thang đo nào đấy rồi anh anh hỏi một chút là khi mà em thi olympia thì cái đấy có phải là cái kỳ vọng của em ngay từ lúc mà em bắt đầu thi không hay là khi mà em thi olympia thì có cái lý do gì đặc biệt cho cái quyết định đấy không ừ, để mà nói thì tại thời điểm em thi olympia em cũng không gọi là không kỳ vọng là mình sẽ vô địch tất nhiên là ai cũng muốn vô địch nhưng mà để mà thật sự kỳ vọng thật sự mà để vào đầu thì em nghĩ là em ờ uh, có khả năng đấy nhưng mà kiểu bao nhiêu phần trăm thì cũng không rõ thì gọi là em trước khi thi quý trước khi thi chung kết em cũng đã nghĩ là kiểu nếu chuyến này mà về mà tạch cái thì ý là cũng ảnh hưởng tinh thần khá là ghê đấy tất nhiên là chung kết thì đỡ hơn quý thì nó căng thẳng chung kết thì đỡ hơn thì trước chung kết thì em cũng định hình trong đầu là ở hôm nay mà thua về thôi uh, gọi là bỏ hết mọi thứ để ôn thi đại học bởi vì uh, bản thân em cũng nhận thức được là kỳ thi đại học là cũng khá là quan trọng thì lên kế hoạch là thế mà đâu sau vô địch thật xong thôi học hành gì tầm này <laughs> khi mà bây giờ nhìn lại quá trình đấy đi thì theo em đâu là những yếu tố để có thể chiến thắng được một cuộc thi như kiểu đứng lên ở olympia <laughs> uhm, về khả năng là tất nhiên rồi ừ như khả năng đấy ví dụ như là em hồi đấy em có luyện tập ôn luyện hay là làm gì đấy ừ, cũng có ấy. đặc biệt không hồi đấy thì nói chung là thực ra thì các thí sinh olim bây giờ hầu hết là đều gọi là có lò lò thì không hẳn nhưng mà ý là có những người đàn anh người ta thu thu nhận người ta huấn luyện Và bọn em ngày trước bọn em cũng có một cái nền tảng để chơi với nhau ở trên trên mạng gọi là mô phỏng cái format của olim và mọi người luyện với nhau ở trên đấy còn giống như kiểu một cái game có rank các kiểu và ừ. gọi là các hảo thủ trong giới olim cũng gọi là đều sinh ra và đều xuất hiện ở đấy và tất nhiên là có những người ẩn giận thì đấy là một biến số khác nhưng tại thời điểm đấy thì em cũng ôn rồi cũng luyện rồi cũng có người mentor cho em các thứ mình cũng phải tự đọc nhiều thì đấy nhưng mà ý là kiểu cả cộng đồng cũng sẽ chia sẻ với nhau nhiều thứ và tất nhiên là bất kỳ cộng đồng nào cũng có drama nhưng mà cái đấy để sau. Thì đấy các bạn thí sinh bây giờ thì em nghĩ chủ yếu các bạn đều có một là có mentor và hai là có và là có cộng đồng để các bạn sinh hoạt ở trong đấy. Thực ra thì cái cái phần thưởng mà anh nghĩ là mong muốn của rất rất nhiều các bạn đi thi Olympia, phần thưởng danh giá nhất đó là một cái chuyến đi du học ở, ở Úc. Anh thấy là hầu hết mọi người sẽ coi đấy là một cái mục tiêu để hướng đến. Nhưng mà ở trong trường hợp của em thì em lại quyết định là ok mình sẽ không đi sang úc mà mình sẽ học ở việt nam em có muốn chia sẻ thêm ở đây không cái câu chuyện mà cái quyết định em không đi du học ấy thì em nghĩ là nó đúng là nó giống như một cái duyên bởi vì là kế hoạch ban đầu của em vẫn là đi du học tất nhiên rồi bởi vì ý là cái cơ hội như thế thì chắc chắn là mình không thể bỏ lỡ được mặc dù vậy thì tại cái hôm mà cái hôm chung kết xong ấy thì hôm đấy thứ nhất là em rất là mệt sau khi thi xong bởi vì đứng đứng cả buổi uh, chương trình truyền hình trực tiếp nên là bọn em cũng không được ngồi nghỉ nhiều ừ. thì uh, hôm đấy rất là mệt và không hiểu sao là trưa hôm đấy thì có một cái tiệc mừng của chương trình ở khách sạn eu ừ. và được gặp các thầy từ xuyên sang và các thầy trao học bổng và gọi là tại cái thời điểm đấy thì em cũng bắt đầu gọi là bắt đầu mường tượng ra rằng là ồ mình sẽ đi du học sẽ thế này sẽ kia và tối hôm đấy là em chả hiểu sao em khóc tối hôm đấy ở phòng khách sạn bố mẹ là kiểu trả sao em khóc mà khóc rất là nhiều kiểu cảm giác là mọi thứ nó đến quá nhanh mọi thứ nó quá bất ngờ và kiểu mình bị ngược Tức là những ngày hôm sau đấy thì em em vẫn sẽ ổn thôi nhưng mà ý là kiểu đến bây giờ em nghĩ lại thì em vẫn không chắc là bản thân em có sẵn sàng cho việc du học hay không Rồi nói cái này ra thì mọi người sẽ bảo là à thằng này cũng kiểu cũng không dám đi đâu vấn đề là du học nó cũng là cả một cái vấn đề lớn bởi vì mình di chuyển sang một cái môi trường sống nó hoàn toàn khác biệt với mình về mặt văn hóa về mặt phong tục tập quán ừ. và gọi là tất cả mọi thứ ngay đến bản thân em bây giờ em đi học ở RMT mà kiểu uh, toàn bộ thời gian trên trường nói tiếng anh ý là em nói được em ok với việc đấy nhưng mà kiểu lâu lâu lại thấy khó chịu lâu lâu lại nếu như mà ở đấy cả ngày không về nhà nói tiếng việt phát không chịu được đấy thì uh, ấy, như là kiểu gọi là giống kiểu trong con người mình kiểu dù có gọi là giỏi tiếng Anh đến mức nào ấy nữa nhưng mà kiểu cả ngày nếu như không nghe được chữ tiếng Việt nào thì em cũng không không nghĩ là chịu được. đấy là một câu chuyện bên lề thôi, một một lý do nhỏ nhỏ thôi. Ừ. Còn em vẫn hay chia sẻ trên các báo thì cũng chia sẻ thẳng thắn với ta thôi. Đấy là lý do chính mà em không đi du học vẫn là do Covid bởi vì uh, cái thời điểm mà uh, em uh, bắt đầu gọi là bắt đầu nhận cái học bổng đấy để đi đi học lúc này em thi xong rồi thì tại thời điểm đấy là bắt đầu covid nó bắt đầu lan trên thế giới lúc đấy việt nam chưa có đâu việt nam gọi là có mấy ca xong rồi cũng dừng lại thì tầm đấy là úc chưa mở biên nên là em có đăng ký học uh, học online sau nhiều cái thời gian ở xin online thì em cảm giác cũng kiểu hơi bị mất kết nối với cả lớp và gọi là cái việc làm bài tập nhóm ý ở cấp 3 thì nó cũng khá là khó khăn nhưng mà ít ra nó còn đỡ bởi vì mọi người nói chung ngôn ngữ và mình có thể gọi là truyền tải cái suy nghĩ trong đầu của mình nó một cách dễ dàng hơn nhưng mà kiểu khi mà lên xuyên bơn và em làm bài nhóm em uh, cảm giác như kiểu mình rất là bị lạc lõng và bị mất kết nối với cả nhóm nhưng mà em nghĩ là không phải chỉ mình em mà kiểu trong cả nhóm đấy bản thân vốn dĩ cũng không có một cái sự kết nối gì quá là chặt chẽ ở đợt em nhớ đợt đấy là em chọn học hai bằng bằng design và bằng marketing thì um, nói chung là deadline cũng không quá là dày em cũng gọi là À ok cũng được nhưng mà cảm giác kiểu mình tự bơi và không đi học không không lên trên trường không gặp mọi người thì cảm giác nó cũng khá là tệ xong lúc đấy em mới bắt đầu suy nghĩ đến cái chuyện là à mình có mình có đi du học nữa không ừ. bởi vì là úc đóng biên không biết chừng nào mới mở covid không biết chừng nào mới kết thúc đấy thì tại thời điểm đấy mới bắt đầu nghĩ và gọi là tại thời điểm đấy Việt Nam vẫn khá là an toàn nha an toàn với Covid nha thì cuối cùng là đi đến một cái ý là thôi về Việt Nam học đi mất học bổng cũng được nhưng mà bây giờ đi sang Úc nó quá nhiều rủi ro và mình cũng chờ không biết đến ngày nào mới sang được mặc dù cái visa visa các kiểu là xong hết rồi ừ đấy thì cái ý tưởng này thì cũng được bố mẹ em rất là ủng hộ thôi bởi vì tất nhiên là cái chuyện ở Việt Nam thì cũng yên tâm hơn và với gia đình em thì nó còn là một cái vấn đề khác nữa bởi vì là mọi người cũng đã biết qua chương trình đường lên đỉnh Olympia là chị em thì cũng qua đời rồi và bố mẹ em bây giờ chỉ còn mình em nên là bố mẹ thì cái việc cho em đi du học thì ý học bổng đến thì phải cho đi thôi nhưng mà bố mẹ cũng sẽ rất là lo lắng ừ. yeah. cho nên là cái quyết định ở lại Việt Nam của em thì ngay lập tức được bố mẹ ủng hộ đấy ừ. là điều tất nhiên mặc dù có phải đánh đổi bằng cái học bổng đấy đấy xong em quyết định rút hồ sơ và um, nộp vào Amati và lần này thì Em cảm thấy kinh tế cũng không hợp với em nữa Em cũng có học qua một vài môn kinh tế Bởi vì em uh, học xong bằng design và marketing Lúc nãy em nói rồi Thì tất nhiên là điểm thì vẫn cao nha Nhưng mà cảm giác không hợp Cảm giác mình không tiếp thu được cái loại kiến thức như thế Thì thôi về RMIT tôi học một bằng học, học design thôi Bởi vì em hướng ban đầu vẫn là học design Lúc đầu muốn học thêm marketing Bởi vì em chả biết tí gì về kinh tế cả Nhưng mà học vào thấy không hợp Đấy nên là về MIT nộp thiết kế xong rồi, mọi thứ xong xuôi rồi xong đùng phát Việt Nam bùng dịch <laughs> chán một tháng đầu tiên em học ở MIT em vẫn phải học online vẫn online cũng may sao là chỉ một tháng thôi và sau đấy là được đi học trực tiếp bình thường và tất nhiên là tại thời điểm đấy thì vẫn khẩu trang vẫn xịt tay khử khuẩn các kiểu rồi rồi cuối cùng rồi cuộc sống nó cũng về lại bình thường và ý là bây giờ, bây giờ thì học hành của em vẫn khá là ok trộm việc và đấy thì bản thân em thì cũng chưa bao giờ hối hận về cái quyết định là ở lại việt nam cả kể cả sau này dịch nó có ok rồi mình có đi sang úc thoải mái rồi em cũng em nghĩ là em sẽ không chọn lại mặc dù là kiểu ở RMIT vẫn có chương trình trao đổi sang úc Ừ, em nghĩ rằng là Qua những năm đại học Thì em cũng phần nhiều gắn bó hơn Với cả Việt Nam, cụ thể là Hà Nội Trước đấy thì ở Vinh rồi. Còn bây giờ là Hà Nội Thì có những thứ em muốn làm ở Việt Nam Có những thứ Có những người bạn, có những sự kết nối Em vẫn hay nói trên báo Là kiểu Ở mỗi nơi sẽ có một trải nghiệm ấy. Và à, Nói rằng là nó cũng đúng đi đấy là một cách trả lời gọi là khiến cho mọi người vui vẻ và khiến cho mọi người có một cái nhìn nhất định về em nhưng mà em nghĩ rằng là một phần cũng bởi vì em cũng không không muốn đi ý là đi thì đi để chơi thì được ừ, đi liệu. chơi đi chơi mấy bữa rồi về thì được nhưng mà đi học và đi kiểu sống luôn ở đấy thì em không chắc đâu anh rất mừng vì em nói rằng là chẳng có gì hối hận đây cả và em đã hiểu rất là rõ rất là kỹ về cái quyết định của mình và gần như là đến bây giờ thì em vẫn cảm thấy rằng nó là một quyết định đúng tại vì đến cuối cùng thì anh nghĩ là mọi người có nói thế nào chăng nữa hoặc là ai có quan điểm như nào chăng nữa thì nếu mà mình cảm thấy nó ok thì nó ok tại vì mình sống cuộc sống của mình đúng không và mình thực sự là mình phải có trách nhiệm với cuộc sống của mình với gia đình à, cái đấy là cái quan trọng nhất còn những cái quan điểm hoặc là góc nhìn từ bên ngoài thì thực ra đến cuối cùng nó vẫn là để tham khảo thôi Tất nhiên không ai nói đúng sai, nhưng mà là tham khảo. Người ta cũng kiểu không sống hộ được cho mình. Thì bản chất là khi mà em đưa ra quyết định đấy và ngay cả từ bây giờ ấy thì em có sẵn sàng đối diện với những cái gọi là những cái luồng ý kiến hoặc là quan điểm của những người khác không? Ừ, để mà nói sẵn sàng hay không thì em cũng không nói chắc chắn được. Ý là kiểu Kể từ khi em uh, Kể từ khi em đi thi Olympia Và thực ra thì cả từ trước đấy nữa Cả từ trước đấy ở trường cấp 3 Với một số câu chuyện ở trên Confession Thì uh, em cũng đã phải đối diện với Những cái ý kiến trái chiều ừ. Thì uh, cái này không tránh được kiểu, Tất nhiên là không tránh được Còn uh, Để mà hỏi có ai thích như thế không Thì chắc là không đâu ừ. Nhưng mà uh, <laughs> kiểu, Em đã sớm chấp nhận Nó là một phần của cái cuộc sống của mình ý là kiểu gọi là mình không mình không coi nó là điều bình thường nhưng mà kiểu ý là mình cũng nhìn thấy nó và mình cũng đón nhận nó với một cái tâm thế thoải mái hơn và ý là quan điểm thì nó chỉ là quan điểm mà thôi cá nhân em cũng như là tất cả mọi người thì em nghĩ rằng là ai trong ai rồi cũng có một phần gọi là quan điểm rồi sẽ bị nâng thành những cái khác ví dụ như nó sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa người với người chẳng hạn trước đây em cũng có mà bây giờ thì tất nhiên là với một số quan điểm thì em cũng có cái điều đấy nhưng mà có những cái kiểu nó không nên ảnh hưởng đến các mối quan hệ và nếu như mình gọi là mình chấp nhận đến cái mức mà nó ảnh hưởng đến các mối quan hệ thì uh, các mối quan hệ nó cũng sẽ dần dần mất đi và tất nhiên là đến lúc đấy thì người kia cũng không còn phù hợp với mình và hai người kiểu cũng không còn phù hợp với nhau nữa ấy. và đến bây giờ thì em cũng đã buông tay nhiều mối quan hệ vì cái vấn đề đấy ừ. và em cũng chào đón những cái mối quan hệ mới đến với mình thì à, em nghĩ rằng là đấy quan điểm thì là quan điểm thôi tất nhiên là nhiều người thì vẫn dùng quan điểm để tấn công cá nhân. cái đấy thì kệ họ. Họ mình em cũng kiểu qua cái thời mà em kiểu đi combat trên mạng rồi. Thì uh, em cũng hơi nói thật là mệt rồi ừ, combat trên mạng. Đấy, bởi vì kiểu cái việc combat trên mạng thật sự nó rất mệt. Tất cả mọi người em nghĩ là sẽ biết được điều đấy không sớm thì muộn. Và có có rất nhiều người người ta cũng đã biết rồi thì cái việc mà phải tranh cãi rồi là kiểu bảo vệ quan điểm tất nhiên là lúc cần thiết thì vẫn phải làm lúc cần thiết thì vẫn phải làm nhưng mà một khi mà có người đã đẩy nó lên cái mức độ là cá nhân rồi ấy, thì đến lúc đấy thứ nhất là mình phản biện mình cũng chả có nghĩa lý gì bởi vì mình có nói thế nào thì người ta cũng không tin mình bởi vì người ta đã gọi là kiểu take it personally rồi một khi mà người ta đã không nghe mình nữa ấy, thì mình nói mấy thì nó cũng không có tác dụng giải tỏa cho mình mà đôi khi quay lại mình còn rước bực vào người thế ừ. nên là gần đây có thể là có một số người sẽ thấy em gọi là em bớt bớt tranh cãi hơn mặc dù em vẫn thể hiện quan điểm của mình nhưng mà em nghĩ rằng đấy là điều em cần làm để kiểu vị, lúc cần thiết thì em sẽ vẫn sẽ bảo vệ quyết liệt quan điểm của mình nhưng mà những lúc mà không quá cần thiết ấy thì cái gì chia sẻ được thì chia sẻ còn cũng mong muốn tránh xa những cái tranh cãi để cho nó đỡ cho cái sức khỏe tinh thần của em cũng như của những người xung quanh đấy thì à, em nghĩ rằng là cái việc tranh luận ngoài cái việc mà kiểu đưa ra thêm góc nhìn đưa ra thêm thông tin cho những người thứ ba như anh nói em nghĩ rằng là kiểu nó cũng mang tính gọi là bởi vì một khi tranh luận thì hai ý tưởng va chạm với nhau thì mình sẽ kiểu mình cũng sẽ học được gì đó người kia người theo người kia cũng giác. sẽ học được cái gì đó từ mình và kiểu nó sẽ mang tính xây dựng là nhiều qua những gì em thấy trên mạng ít nhất là trên cộng đồng mạng việt nam đi thì em thấy cái việc đấy nó chưa nhiều kiểu mọi người vẫn tranh cãi tranh cãi là kiểu cái tự nhiên sẽ diễn ra nhưng mà cái việc mà nó mang tính xây dựng thì em lại chưa thấy nhiều ý là bản thân em em cũng có những tính xấu có những thứ mà em cho là chân lý tuyệt đối Ừ. thì cũng gọi là sẽ có những lúc em sẽ áp đặt nó lên người khác ừ. đặc biệt là trong những thứ mà em quan tâm đấy thì cũng chưa chưa sửa được không nhưng mà ít nhất là em tức là em có nhận thức về điều đấy anh nghĩ là nếu mình muốn sửa một cái gì đấy trước 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 tiên cái bước đầu tiên là mình phải nhận ra là nó tồn tại ít nhất là em nhận ra là nó tồn tại còn có rất nhiều người có thể là họ không nhận ra được điều đấy tồn tại không nhận ra được là mình đang áp đặt quan điểm lên người khác hoặc là mình đang gọi là quá cảm xúc mình quên mất những cái thứ mang tính gọi là lý tính khi mà mình tham gia vào bất cứ cuộc tranh luận hoặc là cái cuộc nói chuyện nào thì bỏ thậm chí bỏ qua cả tính logic luôn kiểu vậy thì thì anh nghĩ là em cũng sẽ sẽ nhanh chóng là đạt được cái cái mức thang mà em mong muốn thôi còn anh thì anh vẫn luôn tin là mỗi người thực ra vẫn nên có một cái giới hạn tức là sẽ có thứ mình sẽ luôn bảo vệ và những thứ mình về cơ bản là mình có hiểu biết và mình có kiến thức thì mình cũng không thể nào mà gió chiều nào xoay chiều đấy được tại vì như thế thì rất là khó thì anh anh nghĩ là chủ yếu là tìm ra điểm cân bằng thôi anh anh nghĩ là em đang đi trên đúng con đường mà em chọn nếu bây giờ để nhìn lại cả quãng đời cả quãng đường đấy đi thì em có nghĩ rằng cái việc học giỏi ấy, nó đang bị hơi gọi là overrated không tức là đang bị đánh giá quá cao so với thực tế của nó Ừ uhm, cái này em nghĩ là kiểu còn tùy vào định nghĩa học giỏi mọi người là gì. Ừ. Thế định nghĩa của em thì bây giờ mình sẽ từ từ đi từng bước đi. Định nghĩa của em về học giỏi là gì? Anh nghĩa định nghĩa định nghĩa của xã hội hay là của rất nhiều bố mẹ đi. Bây giờ học giỏi là đi học và được điểm cao và gọi là kết quả tốt phụ gọi là thầy cô khen như học bạn bạn này học tốt các thứ abc đấy đấy tạm gọi là một cái định nghĩa rất là chung của cho học giỏi đi vâng. À. Thì thực ra thì em cũng không định nghĩa được gọi là quá chính xác về cái việc học giỏi là gì vì kiểu có thể là anh em mình sẽ cùng nhau cắt nghĩa cái học giỏi là gì trong cái buổi podcast này nhưng mà ừ. đấy. Thì uh, <laughs> như anh đã nói thì nhìn chung là phụ huynh cho rằng điểm cao là học giỏi. Bởi vì gọi là nó đã được số hóa, nó đã được kiểu biến thành một cái dữ liệu nó rất là dễ đong đếm. Nó rất là dễ đấy, so đấy, dễ so sánh, dễ đo đạc. Thì một cái file nó cũng là một định nghĩa bởi vì kiểu điểm sinh ra cũng là để để làm cái công việc đấy, để làm cái công việc gọi là lượng hóa cái khả năng học tập để dễ so sánh hơn. Ừ. Đấy, nhưng mà kiểu em nghĩ nó không phải tất cả. Em vẫn vốn nghĩ rằng là cái việc học gọi là việc học nó mang tính cá nhân. Em thấy gọi là nhiều người cũng nhận ra vấn đề đấy và đưa ra những cái đề xuất cho giáo dục Tức là ví dụ như ngày trước có một cái đề xuất gì em nhớ là cấp 1 là không chấm điểm nữa ừ. Và đổi thành kiểu nhận xét Nhưng mà xong rồi các cô cũng làm con dấu nhận xét Đấy thì cái đấy nó lại như là chuyển từ thang đo này sang thang đo khác thôi Chứ cũng không, không có ý nghĩa nhiều nhưng mà thật ra để mà nói um, câu chuyện cá nhân hóa hành trình học của mỗi người thì ngay từ cấp độ nhà trường thì em nghĩ rằng là nó là một vấn đề rất là dài và em sẽ không phải gọi là anh em mình nói ở đấy mà được mà sẽ còn rất nhiều người nói và nói ở các cấp độ cao hơn anh em mình nữa chính xác đấy thì ừ. tất nhiên cũng không hẳn là né tránh cái gì nhưng mà em nghĩ là với chủ đề của podcast này thì chắc là mình cũng chỉ nên điểm qua như thế thôi ừ, ừ. đấy còn quay trở lại cái câu nói của em là việc học nó mang tính cá nhân bởi vì sao? Bởi vì kiểu uh, bản thân em cũng đang trải qua cái uh, là cũng gọi là nhân chứng sống cho cái câu chuyện là mỗi người có một tốc độ học khác nhau này, mỗi người có một gọi là mục tiêu học khác nhau này và là cái cách học, cái cách tư duy, cái cách suy nghĩ của mỗi người cũng là khác nhau này. Em nghĩ rằng giỏi gọi là một khái niệm cũng mang tính tương đối, nhưng mà để mà nói em nghĩ rằng một người giỏi là một người sẽ có cái tính, có thể tiếp thu được nhiều có thể tư duy có thể phản biện được gọi là có thể suy nghĩ được về những thứ mà mình tiếp thu được gọi là không phải tiếp thu một cách một chiều mà mình phải suy nghĩ về nó và mình suy nghĩ theo hai hướng thứ nhất là mình có thể áp dụng được cái này vào chỗ nào và thứ hai nữa là mình tiếp nhận thông tin như thế ok rồi nhưng mà nó có đúng không và mình có suy nghĩ của bản thân mình gọi là ví dụ như ví dụ nhá mình học được cái gì ở trên trường mình về nhà mình phách check mình đi đọc sách đọc thêm chỗ này chỗ kia mình hình thành cái suy nghĩ của bản thân thì em nghĩ đấy là học giỏi thực ra anh cũng khá là đồng tình quan điểm đấy gia bố anh cũng hay nói ý, quan trọng ở đây là đây mình có tư duy độc lập đấy câu chuyện là tất cả mọi thứ là kiến thức này hay là những cái thứ mà người khác truyền dạy cho mình này thực ra mình cũng tiếp thu vào đó câu chuyện ở đây là mình sẽ thu rất, rất nhiều thứ nhưng mà mình phải có cái bộ máy rồi cách thức hệ thống tư duy của mình để mình xào xáo lại và mình sắp xếp nó theo đúng một cái trình tự hoặc là một cái cách thức để cho mình có thể ứng dụng được nó chứ thực ra nếu mà chỉ tập trung vào câu chuyện học để lấy điểm cao thì đôi khi là nó cũng không không đủ toàn diện là anh anh cũng khá là may mắn là từ ngày xưa thì cái hướng đi của anh, cái cách suy nghĩ của anh này nó cũng đều đi theo hướng như vậy, cho nên là các cái kỹ năng hoặc là các cái cách thức tiếp cận, kiến thức của mình nó cũng có một cái mục đích, mục tiêu nó rất là rõ ràng kiểu vậy. Nhưng mà anh nghĩ là uh, cũng không phải ai cũng có cái may mắn đấy, hoặc là cũng không phải ai nhìn nhận mọi thứ uh, theo chiều hướng như vậy. Tất nhiên là đây cũng chỉ là quan điểm cá nhân và đây cũng chỉ là những cái trải nghiệm cá nhân của hai anh em mình thôi đúng không? Uh, thì đương nhiên không phải là lời khuyên dành cho ai cả, nhưng mà có thể là giúp cho mọi người có một cái góc nhìn mà Dựa vào đấy mọi người có thể soi chiếu so sánh với cái góc nhìn của mọi người và tìm ra được cái lựa chọn mà nó phù hợp với cá nhân mọi người hơn bởi vì như em nói là việc học là việc của cá nhân. Và hành trình học hoặc là cách thức học như nào, bản chất là cách thức tiếp thu, khả năng hấp thu kiến thức của mình, khả năng áp dụng kiến thức của mình như thế nào, nó cũng là những thứ rất cá nhân và không ai có thể và không ai nên gọi là cố gắng gọi là áp đặt cái kinh thức hoặc là cách thức của mình lên người khác. Đó. Không không ai cho con cá chạy được đúng rồi. Chính xác nhưng mà ví dụ như bây giờ anh anh lại anh có một câu hỏi để anh hỏi về cái um, góc nhìn của em thôi đó là theo em ấy thì kỹ năng học là một chuyện đấy, nhưng mà để thành công đi thành công thành công mình nghe nó rất là mơ hồ đúng không nhưng mà tạm mình cứ tạm hiểu với nhau là thành công ở đây là có một cái mục tiêu và mình đạt được cái mục tiêu mình cảm thấy happy mình cảm thấy hạnh phúc với cái mục tiêu đấy thế theo em để mà thành công được một người có thể thành công được thì nó sẽ cần những yếu tố gì hmm, kiểu okay anh anh muốn hỏi quan điểm của một người trẻ thôi bởi vì anh anh cũng đã trải qua rất nhiều thứ rồi đúng không anh hơn em chắc phải hơn mười tuổi hay gì đấy anh cũng đã có một quãng đường dài để anh trải nghiệm và anh tìm ra được cái định nghĩa của mình rồi nhưng mà anh anh rất tò mò và một một bạn trẻ như em thì sẽ quan điểm như thế nào về vấn đề đấy em uh, câu đầu tiên là em nghĩ anh một người thành công đấy Đó, anh đã. thì cũng không không dám nhận nhưng mà nói chung là anh nghĩ là anh cũng không nói chung anh happy với cuộc sống của mình và đối với cái anh nếu của... có thể coi đấy là thành công nếu một dạng thành công rồi về ừ. cơ bản là cái thứ em định nói đấy là kiểu học giỏi nó đã mơ hồ rồi thành công nó còn mơ hồ hơn nữa và nó còn mang tính cá nhân hơn nữa ừ. tức là kiểu gọi là <laughs> một lần nữa thì tùy vào định nghĩa mỗi người thành công là gì nhưng mà kiểu cái vấn đề thành công thì nó phức tạp hơn một chút em nghĩ là anh nói cũng có phần đúng theo kiểu là mình có mục tiêu mình đạt được mục tiêu đấy nhưng mà em thì nghiêng về hướng là kiểu hành trình hơn tức là kiểu uh, gọi là quan trọng là hành trình chứ không phải đích đến luôn cái đích đến thì ví dụ như mình đạt được rồi thì mình lại gọi là mình lại dẫm chân tại chỗ ở đấy thì dẫm chân tại chỗ ở đây không không nói về việc là kiểu không phát triển hơn mà kiểu gọi là mình sẽ phải luôn luôn vận động ấy. ví dụ như em có hiện tại em có dự án là câu lạc bộ bóng việt nam thì em cũng tất nhiên là em không coi coi đó là thành công đâu bởi nó chưa đạt được những thứ em mong muốn thì đấy lại là về gọi là về mặt mục đích rồi về mặt mục tiêu rồi nhưng mà hiện tại thì câu lạc bộ nó đang hoạt động tốt và kiểu về những cái kỳ vọng thực tế của em thì nó cũng đạt được và phần nào đó nó đang đi lên Cả đấy em cũng có thể cho là một thành công của bọn em bản thân cái việc duy trì câu lạc bộ đến bây giờ duy trì và kiểu phát triển nó đến như bây giờ ấy. thì với một kiểu với một đám sinh viên à, vẫn còn đi học, vẫn còn kiểu đủ thứ lo trên đời mà kiểu làm được như thế thì em nghĩ cũng gọi là không 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 phải ai cũng sẵn sàng bỏ thời gian công sức của mình ra để làm như thế. Và để còn duy trì được nghề, đến ngày hôm nay em nghĩ nó đã là một thành công ấy. Bởi vì em không cắt nghĩa được tử tế nên là em dẫn ra một câu chuyện như thế em nghĩ là kiểu anh hiểu cái cái ý của em muốn nói em như thế. Kiểu uh, những cái thứ mình sẽ đạt được trong cái hành trình đấy rất là tóm lại nó không phải là câu chuyện <laughs> liên quan đến uh, mục tiêu đúng không mà nó sẽ là một cái những cái thứ mình sẽ thu nhận được trên đường và đôi khi là uh, có những cái moment những cái khoảnh khắc hoặc những cái trải nghiệm trong quá trình đấy nó sẽ khiến cho mình có cái cái sự hạnh phúc và như vậy là là đã thành công rồi. Cũng nhớ ra một điều là kiểu gọi là cái này cũng trong nằm trong cái ý đấy tức là kiểu có người nói là kiểu hôm nay bạn giỏi hơn bạn ngày hôm qua là nó nó đã một thành công rồi Ý là kiểu gọi là mình không mình không nhìn vào người ta mình không nhìn vào cái mục tiêu bên ngoài mình nhìn vào chính mình và mình kiểu đi lên so với chính mình ấy thì như lúc nãy em bảo là kiểu bản thân luôn luôn vận động bản thân luôn luôn không kiểu uh, không hài lòng với nó không hài lòng cũng không đúng nhỉ nếu như không hài lòng thì không nhưng mà thực sự không hài lòng nó là động lực để mình Đi lấy... không ngừng cố gắng ừ, nữa, hài kiểu... lòng theo nghĩa tích cực, đã gọi thế. Ừ. tức là kiểu mình phải nói mâu thuẫn quá nhỉ? nói kiểu mình phải vừa biết hài lòng với những gì mình đang có nhưng mà đồng thời mình cũng phải không được hài lòng với những gì mình đang có. <laughs> nghe nó rất là mâu thuẫn nhưng mà kiểu em nghĩ là mỗi con nên hiểu một kiểu và gọi là cái cái ý gọi là kiểu mình biết mình trân trọng những gì mình đang có hiện tại mình cũng phải nhìn vào bản thân gọi là bản thân sẽ luôn có những cái chưa được và mình phải khắc phục những cái đấy thì đấy gọi là kiểu không không hài lòng với bản thân hiện tại kiểu mình mình biết chấp nhận mình biết kiểu embrace những cái chưa hoàn hảo của mình nhưng mà đồng thời mình cũng phải hướng đến cái cái sự tốt hơn em em nghĩ là như vậy kiểu có thể giải thích một cách đại khái như vậy vì là bản thân em nói thật là em cũng em suy nghĩ chỉ được đến thế thôi và cái đấy chắc nhờ mọi người định nghĩa giúp không nhưng mà anh nghĩ là đấy là cách suy nghĩ rất là hay và và rất đúng đắn tức là mình cũng uh, cố gắng mà tìm điểm cân bằng của những thứ mà trông có vẻ khó cân bằng nhưng mà khi mình thực sự tìm được điểm đấy thì có lẽ là mình sẽ luôn luôn có một cái động lực để mình đi lên đi lên nhưng mà mình cũng không quá là tức là không đến mức mà mình bị thành tô xích ấy <laughs> kiểu kiểu như vậy tại vì nó nó rất dễ đi sang hại dễ sang hai cái hướng kiểu như vậy vâng và <laughs> đó lúc này em cũng nghĩ ra một điều để em, em nghĩ ra hai điều điều thứ nhất em nghĩ ra đấy là kiểu ví dụ như bây giờ để mà sống để mà tồn tại được trong cuộc đời mình gọi là có khả năng mình tự uh, gọi là tự nuôi sống bản thân và đôi khi có thể ở gia đình và những người mình thân yêu chẳng hạn kiểu gọi là duy trì được thì đấy là một sự thành công gọi là cũng có thể coi là một cái chuẩn đi nhưng mà một mặt khác thì sau khi em nghĩ ra cái điều đấy em lại nghĩ là à nó cũng không đúng cho tất cả mọi người ví dụ như có những người người ta gọi là những những người gặp những khó khăn nhất định uh, về trong cuộc sống của họ thì những khó khăn đấy có đủ loại ví dụ như có những người người ta gặp tai nạn người ta uh, kiểu khuyết tật chẳng hạn hoặc là còn những người thì cái hoàn cảnh của họ hoặc là gọi là những cái vấn đề về tinh thần họ không được tốt uhm, thì đôi khi những cái việc mình tưởng chừng là cơ bản đối với người ta cũng rất là khó khăn thì kiểu người ta cố gắng người ta vươn lên và gọi là hướng đến cái điều tốt hơn kiểu bản thân việc đấy mặc dù người ta có thể chưa đạt được những cái mình 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 cứ nghĩ là tối thiểu đi trong ngoặc đi nhưng mà đấy cũng là một cái thành công rồi gọi là kiểu với với một người người ta cố gắng vượt vượt lên trên những cái khó khăn mà mình gặp phải thì nó cũng đã là đã là một cái thành công rồi ừ. Ừ. anh thấy là <laughs> mình cũng đã trao đổi nói chung cũng khá nhiều những cái góc nhìn Thật ra thì anh còn một câu hỏi mà anh anh rất là muốn hỏi em đó là ở thời điểm hiện tại thì uh, vừa nãy em cũng có chia sẻ về câu chuyện là uh, câu lạc bộ uh, uh, sogi nhưng mà và em cũng có nói đến câu chuyện về trọng tài là là trọng tài bóng rổ thế thì em có thể chia sẻ nhiều hơn về những cái những cái dự định hoặc những cái thứ mà em đang làm được không à vâng uh, những cái này thì em cũng rất là mong muốn mọi người sẽ biết thêm ừ. cơ bản là kiểu um, em nghĩ là những cái này đều nghe rất là mới mẻ với mọi người ừ. Và thực ra thì trọng tài thì trọng trọng tài nói chung nhá ừ. thì cũng không mới nữa bởi vì thể thao ở Việt Nam thì có từ rất lâu rồi. em nghĩ là kiểu thể thao kiểu dạng hiện đại nó xuất hiện từ thời Pháp rồi và cứ có thể thao tất nhiên là có trọng tài thì em thấy rằng là trọng tài ở Việt Nam trọng tài nói chung thì gọi là một cái nghề kiểu với bóng rổ thì nó cũng chưa đủ nuôi, đôi khi nó chưa đủ nuôi sống bản thân thành cái nghề tùy cấp độ mình đấy nhưng mà nó một cái nghề gọi là nói là được tôn trọng thì cũng đúng nhưng mà nói là kiểu nó nó bạc thì cũng đúng bóng rổ nói riêng về bóng rổ thì phong trào nó cũng mới bắt đầu gần đây mấy chục năm gần đây và kiểu bây giờ thì các giải nó cũng gọi là nở rộ nhưng mà kiểu Uh, bọn em cái việc em đi làm trọng tài nó cũng chỉ gọi là part time job kiểu kiếm thêm bên ngoài thôi chứ cũng chưa đủ nuôi sống bản thân. Nhưng mà nó là đam mê của em đúng không? Đấy, em vâng, thích đấy. Quan trọng Và là như thế. gọi gọi là cũng chưa thật sự có những cái uh, những cái quyền lợi mà đáng ra bọn em được hưởng khi làm trọng tài chẳng hạn, ví dụ như những cái bảo bảo hộ uh, bảo hiểm lao động chẳng hạn kiểu ví dụ như là gần đây mọi người cũng biết là có một vụ xô sát ở sân phủi cái này không liên quan đến trọng tài nhưng mà có một bạn rất là thương tâm bạn ấy đã bị đánh trong môi trường bóng rổ không chuyên thì những cái chuyện như thế nó cũng có thể xảy ra và có lại còn có thể xảy ra với trọng tài những người mà đứng ra bảo vệ luật cũng như là đảm bảo công bằng cho các vận động viên thì gọi là có rất có những cái nguy cơ đấy và đôi khi là bọn em lại còn phải thổi làm sao để bảo vệ bản thân nữa chứ <laughs> không phải là uh, thực hiện mỗi luật nhưng mà như thế thì kiểu đôi khi nó lại ảnh hưởng đến chuyên môn của mình và đôi khi mình hướng đến những thứ cao hơn ví dụ như những giải đấu uh, những giải đấu lớn những giải đấu uh, khu vực quốc gia và thậm chí là cao hơn thì cái việc trao dồi chuyên môn nó cũng gọi là nó sẽ gặp những rào cản nhất định Đấy và gọi là cái nghề trọng tài thì bên bên cạnh những cái nguy cơ như thế thì gọi là em thấy rằng là mọi người hay nói rằng là làm đúng thì không ai khen nhưng mà làm sai thì chắc chắn sẽ bị chửi nghề <laughs> cổ động viên bóng đá chắc chắn là sẽ rất hiểu cái này vâng đấy cái công việc trọng tài thì phải phải làm thì mới hiểu được là làm trọng tài nó khó như thế nào vì là kiểu Ừ, tất nhiên là các huấn luyện viên, các vận động viên sẽ luôn muốn là mọi thứ có lợi cho mình Và mình thì mặc dù mình có quyền quyết định nhưng mà ý là cũng không phải mình muốn làm gì làm đấy, Và à, đôi khi mình đứng ngoài xem mình khó hiểu về những quyết định của trọng tài chẳng hạn Nhưng mà trong góc nhìn của trọng tài thì đấy là quyết định tốt nhất họ có thể đưa ra được chẳng hạn và một một anh tiền bối mà em rất là quý anh ấy cũng đỡ đầu cho em những cái bước đi mà em làm trọng tài ở hà nội này thì anh ấy cũng nói với em một câu rất là giá trị đấy là uh, trọng tài thực ra không phải là cha là mẹ đâu mà trọng tài chỉ là gọi là đầy tớ của trận đấu để làm cho trận đấu nó diễn ra được trơn tru hơn thôi thì anh nghĩ rằng là cái em luôn tâm niệm đấy là cái em luôn tâm niệm khi mà em làm gọi là mình vì lợi ích chung của trận đấu mình muốn mang lại cái trải nghiệm tốt nhất có thể cho vận động viên cũng như cho khán giả ừ. cho uh, trận đấu gọi là for the good of the game ừ. đấy kiểu vậy thì bản thân cái việc làm trọng tài nó còn nhiều khó khăn nên em nghĩ là mọi người cũng mong muốn là mọi người sẽ hiểu hơn một chút và thông cảm hơn một chút và có một chút uh, hỗ trợ uh, gọi là kiểu thì trước đây là hiểu cho anh em trọng tài về những khó khăn mà bọn em gặp phải kể cả những khó khăn khi làm nghề những lẫn những khó khăn như những khó khăn mà gọi là bản thân vốn dĩ một trọng tài sẽ phải chịu khi làm cái công việc đấy Tức là trong một trận đấu có những quyết định khó khăn sẽ phải được đưa ra đấy còn à, về phần Sui thì à, nó cũng là một cái mới và bắt đầu một cái gì mới ở Việt Nam thì nó cũng khó thì Em nói câu này thì nó cũng hơi gọi là hơi tối nghĩa Thì mong mọi người bỏ qua cho Nhưng mà kiểu uh, em thì là không phải là thành viên sáng lập Nhưng mà là một trong những thành viên sớm nhất của câu lạc bộ Suzuki Việt Nam Và sau này trở thành cốt cán Hiện tại em đang là phó chủ tịch thường trực Thì nói là câu lạc bộ Suzuki Việt Nam cho to thế thôi Nhưng mà kiểu bọn em vẫn thành viên chính thức thì vẫn khá là ít gọi là người đến người đi thì nhiều gọi là người qua đường thì rất là nhiều và follow page thì đến giờ cũng được khoảng 4k thì tạm cho là nhiều so với kỳ vọng của bọn em tất nhiên là tham vọng của bọn em thì lớn hơn thế nhưng mà đấy là mục tiêu dài hơi 10 năm 20 năm không biết nhưng mà kiểu một khi mà mình có một cái môn mới gọi là mọi người cũng cũng có khá nhiều người biết đến shogi qua anime hoặc là manga rồi nhưng mà kiểu mọi người ngại và có những người đã đến bút của bọn em ở các fest ở các lễ hội văn hóa ở cả Hà Nội ở Thành phố Hồ Chí Minh, họ đã tập chơi rồi và tất nhiên là kiểu trong 10 người đấy kiếm được một người ở lại với câu lạc bộ nó cũng đã là khó lắm. mọi người cũng đã quen với cơ vua cờ tướng thì đôi khi mọi người sẽ cảm thấy kiểu không cần thiết hoặc là có những người người ta tò mò thì cũng không nói làm gì nhưng mà yeah. à, đấy khi mà khi mà bắt đầu một cái môn mới ở Việt Nam thì nó cũng khó khăn đủ được và rằng là kể cả bây giờ đối với nhân lực của câu lạc bộ thì câu lạc bộ bọn em thì chủ yếu là học sinh sinh viên và làm việc thì kiểu uh, người đăng ký vào câu lạc bộ để chơi thì nhiều nhưng mà để làm việc thì rất ít. Thế là để mà nói phát triển cái công việc của câu lạc bộ uh, những người giúp đỡ thì cũng có đấy nhưng mà để mà thật sự làm việc gọi là định hướng phát triển và thật sự bắt tay vào làm những công việc như là truyền thông như là tổ chức để có những sự kiện để lan tỏa đến nhiều người hơn nữa thì cũng rất là ít người làm bởi vì là đấy câu lạc bộ thì uh, cũng chưa có hoạt động gì để tạo thành lợi nhuận và những cái bạn cùng với em trong gọi là trong ban quản trị câu lạc bộ thì cũng gọi là không có mấy người có tư duy về kinh tế không có mấy người được học kinh tế để mà định hướng có người học nếu như mà có người học kinh tế chưa chắc họ đã thích shogi chưa chắc họ đã muốn gắn bó với câu lạc bộ chưa chắc họ đã gắn kết được với bọn em để mà cùng một chí hướng để mà làm còn với bọn em thì đấy bây giờ người làm thì ít mà gọi là khả năng để mà khả năng lãnh đạo rồi khả năng để quy phục mọi người cũng như là ví dụ như khả năng kinh tế thì vạch ra những cái đường hướng gọi là có thu về lợi nhuận để dùng cái lợi nhuận đấy để phục vụ cho chính sự phát triển của câu lạc bộ thì cái đấy bọn em vẫn chưa có ngay cả cái việc truyền thông để cho mọi người biết đến nhiều hơn thì hiện tại em vẫn đang là người làm chính và gần như là người duy nhất làm gần như thôi bởi vì gần đây cũng có một vài sự hỗ trợ chưa nhiều nhưng mà cũng có nhưng mà kiểu vẫn đang rất là khó khăn đấy ở chỗ là kiểu như em nói thì người có chuyên môn về thiết kế cũng như về viết content các thứ thì chưa chắc người ta đã biết đến shogi chưa, chưa chắc người ta đã thích nó và những người như em thì lại kiểu, uh, bây giờ em đang ôm hơi nhiều việc và em mong muốn giải phóng bớt là một thứ hai là kiểu uh, để mà lan tỏa được đến nhiều người thì cũng không phải mỗi mình trước em mà đủ nên là thực ra em cũng rất là trân quý những cơ hội như thế em cũng rất là cảm ơn anh khi mà em ở đây em được nói chuyện với mọi người về shogi em có thể uh, gọi là gặp được những người như anh mà ví dụ như có thể giới thiệu cho anh mà có thể anh sẽ thích chơi shogi chẳng hạn thì biết đâu đấy bọn em lại có được những sự hỗ trợ cần thiết để để phát triển cũng có thể hoặc là kể cả anh không chơi shogi thì anh nghĩ là bọn anh cũng rất là happy nếu mà có cái gì đấy bọn anh giúp đỡ được bởi vì uh, anh thì vẫn luôn tin là bởi vì anh cũng đã trải qua con đường cái hành trình câu chuyện uh, xây dựng cộng đồng phát triển một dự án cộng đồng đi uh, thì chắc là anh cũng có những trải nghiệm và anh hiểu cái khó khăn của nó nên là bọn anh cũng rất welcome nếu mà mục đích mục tiêu tốt uh, thì trong trong khả năng tất nhiên là trong khả năng thôi mình giúp đỡ được nhau cái gì thì bọn anh cũng rất là happy chuyện đấy và uh, một việc nữa là dù sao thì anh cũng nghĩ là đây cũng là một cái cơ hội biết đâu là có những bạn mà xem số podcast này đến thời điểm này các bạn lại cảm thấy là à, cái này cũng là một cái hay ho mà cũng là một cái cơ hội gì đấy để các bạn có thể kết nối với chung chẳng hạn thì hoàn toàn là sau số podcast này anh cũng rất hy vọng là cũng sẽ có những cái cơ hội khác nó đến với em nữa mà bây giờ cái câu chuyện chính ở đây là mình cần phải có người đúng không có nguồn lực để mình thực thi và mình làm được những cái mình mong muốn à, vậy thì với những cái mà em chia sẻ thì anh nghĩ là cái cái kỳ vọng cái mong muốn của em anh tạm hiểu là có thể sẽ là trọng tài em sẽ em sẽ muốn trở uh, thành một trọng tài uh, chuyên nghiệp hay là hay là cái đam mê trọng tài của em nó có một cái mục đích hay định hướng gì không và cái đam mê với câu lạc bộ shogi của em chẳng hạn thì nó có có một cái đích đến nào đấy mà em đang hướng đến không bởi vì có thể biết đâu ví dụ như là các bạn đang xem podcast này đúng không các bạn cũng sẽ muốn nhìn thấy cái viễn cảnh gì đấy mà có thể các bạn là một phần chẳng hạn như vậy thì nó sẽ tốt nếu mà em chia sẻ những cái đấy nữa vâng thì đó thì thực ra trước hết thì với trọng tài thì em cũng khá là tham đi trọng tài hiện tại vẫn đang là gọi là kiểu người tay trái của em ừ. gọi là bắt tham job nhưng mà kiểu em vẫn rất là nghiêm túc với nó rất là đam mê và có thời gian thì vẫn luôn trao dồi kỹ năng thì uh, em vẫn mong muốn là kiểu mục tiêu dài hơi vẫn sẽ là được điều hành ở những trận đấu cấp độ cao, cấp độ quốc gia và thậm chí là mong muốn được thi bằng quốc tế nhưng mà đây cũng là một vấn đề phức tạp nên là em cứ phấn đấu thôi, rồi. trust the process thôi. Đấy. Với Shogi thì nó to hơn, tức là với Shogi thì bản thân em cũng như là các anh em ở trong ban quản trị thì đều mong muốn là Shogi nó sẽ trở thành một phần cuộc sống tương lai của mình. Ừ. Tức là mình sẽ có thể biến nó thành công việc và cái tổ chức của bọn em thì nói thật là hiện tại cũng uh, chưa được gọi là thông suốt về mặt pháp lý. Vẫn vẫn là một tổ chức tự phát. Thì ngắn hạn thì mong muốn là trở thành tổ chức có pháp nhân. Ừ. Còn dài hạn ý, thì em mong muốn nó là trở thành một cái gì đó như kiểu là hiệp hội Soki Việt Nam hoặc là liên đoàn Soki Việt Nam kiểu thế. Ừ. Giống như liên đoàn cờ vua, cờ tướng kiểu thế đó. đó. Ừ. Em chia sẻ một câu chuyện luôn là em gần đây có liên lạc với liên đoàn cờ để nhờ họ giúp đỡ cho cái giải đấu sắp tới bọn em tổ chức thì họ cũng kiểu gạt phăng đi và họ kiểu không biết cái nào cái gì rồi là bọn em tổ chức thì cũng chưa có ý là chưa có về mặt pháp lý và họ cũng bảo là môn này ở việt nam không ai chơi mặc dù bọn em có cả một cái cộng đồng đấy và có giải đấu và thậm chí là có sự công nhận của số nhật bản của liên đoàn số nhật bản bọn em được công nhận chi nhánh liên đoàn số nhật bản và họ ủy ủy thác cho bọn em tổ chức cái giải đấu chọn ra người sang nhật thi đấu vào năm nay giải đấu nó sẽ diễn ra vào tháng cuối tháng 5 và chọn người sang nhật thì là tháng 11 sẽ sang nhật đại diện cho việt nam để thi đấu ở giải vô địch quốc tế đấy kể cả như thế thì kiểu gọi là những cái rào cản nhất định nó vẫn sẽ xuất hiện đấy thì uh, nên là cái vấn đề mà trở thành một tổ chức gọi là chính danh định phận và gọi là có thể đại diện cho việt nam đại diện cho sogi ở việt nam một cách danh chính ngôn thuận để gọi là thu hút nhiều người chơi rồi là truyền bá bộ môn này đến cộng đồng thì kiểu em nghĩ nó là một cái mục tiêu rất là dài hơi có thể sẽ phải khoảng vài chục năm nữa em mới được chứng kiến cái viễn cảnh đấy chẳng hạn tất nhiên là em vẫn sẽ làm tất cả mọi việc trong khả năng của em để tiến đến cái cái viễn cảnh đấy thôi ừ. nhưng mà với những gì đang đã và đang xảy ra thì em cũng gọi là cũng sẽ phải từ từ đấy, nhưng mà mục tiêu cao nhất bọn em vẫn mong muốn là gọi là đây có thể đánh cờ có thể nuôi sống được những người đam mê ở trong câu lạc bộ và uh, cái đấy cái việc tổ chức cái việc làm câu lạc bộ cái việc làm làm tổ chức đấy sau này có thể là liên đoàn gì đấy chẳng hạn thì nó sẽ trở thành công việc chính của bọn em và gọi là ăn những ăn ngủ ở nó luôn như cái cách mà bọn em đang ăn ngủ với nó nhưng không có tiền nhưng sau này sẽ có tiền ví dụ thế thì đấy là gọi là đấy là cái điều mà bọn em mong muốn thật sự mong muốn khi mà làm khi mà làm sugi bởi vì cũng có thể coi mà... đến một startup <laughs> một hành <đại> trình khái <laughs> startup để xây dựng nên một liên đoàn cờ em cũng sugi. nghĩ là startup <laughs> thì bởi, vì là, bởi vì là trước bọn em thì đã có một cái câu lạc bộ sugi ở chỗ núi trúc thì nó kiểu thế này kiểu anh em lúc đầu cũng kiểu offline hào hứng nhiệt tình lắm đấy xong rồi là bắt đầu là thành viên bắt đầu già đi thành viên bắt đầu lớn tuổi bắt đầu gọi là hai chục ba chục là bắt đầu đi làm bắt đầu có vợ con bắt đầu có gia đình là bắt đầu không chơi nữa đấy gọi là kiểu hobby thôi tất nhiên là không trách được người ta đâu bởi vì là cờ thì cũng là hobby thôi nhưng mà um, kiểu để mà nói làm phong trào thì thế không được thế kiểu uh, nghĩa là không không ai ở lại làm cả nhưng mà bọn em quyết định là được bọn em sẽ ở lại làm sẽ bắt đầu định hình tương lai của mình sẽ gắn bó với bộ môn và gắn bó với câu lạc bộ này như thế như thế và mong muốn là sẽ làm được điều đấy okay. anh anh rất là chúc em sẽ đạt được những cái kỳ vọng mong muốn của em anh anh tin ở đấy một con đường cũng không không hề đơn giản bởi vì những người khai phá mà tìm ra những cái thứ mới mẻ hoặc là xây dựng những thứ rất là mới thế thì luôn luôn rất là khó khăn bọn anh rất hiểu điều đấy và anh cũng hy vọng là em sẽ có đủ động lực cũng như là những cái um, tính toán để mình có thể dần 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 từng bước từng bước mình sẽ đến được cái cái ngưỡng mà mình mong muốn à, không phải chỉ trong câu chuyện là sogi đâu nhé mà ngay cả kể cả trong câu chuyện trọng tài này hoặc là sau này những thứ mà sau này em sẽ làm anh rất hy vọng là em sẽ có đủ động lực và em có đủ cái niềm tin để mình có thể đi đến cùng và đôi khi ví dụ như anh thì anh nghĩ là nhiều khi mình điên cùng mà nó có thành hay không thành nó cũng không phải là vấn đề quá lớn vấn đề là mình đã thu thu lượm được cái gì ở trong hành trình đấy và nhiều khi là những cái trải nghiệm đấy ít nhất như anh ngày xưa anh hay nói là với bọn anh chẳng hạn thì nhiều khi cái cảm giác là mình đã cố gắng hết sức cho một cái gì đấy nó là đủ rồi nên chứ cũng không không nhất thiết nó phải thành một cái gì đấy ghê gớm tất nhiên nếu nó thành được mà nó phát triển nó bền vững được thì là điều tuyệt vời ai cũng gọi là ai cũng happy nhưng mà không phải là cái thứ mà mình sống chết tức là mình phải phải sống chết để để mình đạt được bằng được tại vì khi có những thứ mình cũng nó nó gọi là ngoài tầm kiểm soát của mình đúng không đấy nhưng mà dù sao thì anh vẫn vẫn chúc em là sẽ có những cái bước đi rất là thuận lợi trong cái hành trình của mình và dần 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 thì uh, cơ bản là em cũng sẽ đạt được những cái thành những cái gọi là những cái mục tiêu mà em đang hướng đến nói chung là trong cái số podcast này thì anh nghĩ là mình cũng đã cover rất là nhiều chủ đề đúng không? từ câu chuyện học tập, olympia cho đến những câu chuyện những cái plan cá nhân của em về câu chuyện làm trọng tài và câu lạc bộ cờ shogi vân vân thì uh, nó cũng đã khá dài rồi. Uh, anh chỉ còn một câu hỏi cuối cùng mà anh thường hỏi tất cả các uh, khán giả podcast người trong môn nghề đấy là nếu mà có một lời khuyên để dành cho các bạn khán thính giả theo dõi podcast này uh, nó có thể là bất cứ lời khuyên gì nhá. ví dụ như đôi khi là khuyên kiểu uống nước đầy đủ cũng được. Uh, như vậy thì em sẽ có lời khuyên nào? đấy bởi vì là thực ra thì cái câu đấy thì em cũng nói là qua trải nghiệm của cá nhân em nữa thì em cũng nghĩ rằng là em vẫn hãy còn phải học hỏi nhiều nhiều kinh nghiệm và rất nhiều những thứ khác liên quan đến cuộc sống nhưng mà để mà nói nếu như mà có một lời khuyên gì dành cho khán giả đang xem buổi podcast của chúng ta ngày hôm nay thì em nghĩ rằng nó sẽ là về việc học tập Em nghĩ rằng là đừng nên nghĩ học tập Nó gọi là Nó dập khuôn, nó vào bó Theo một cái Chương trình nào đấy Kiểu học tập nó Em nghĩ là cái điều này mọi người cũng nói hơi nhiều Nhưng mà thật sự là về học tập Thì nó gọi là Nó rộng lắm Và Mình làm bất cứ cái gì mình luôn có thể học được Những điều mới Và em nghĩ rằng là Ngay cả trong chính bản thân mình thì kiểu mình vẫn sẽ luôn học được những cái gì đó mới và gọi là cải thiện hơn mình của ngày hôm qua chẳng hạn thế thì em nghĩ rằng là mong muốn rằng mọi người sẽ luôn có cái quá trình đấy ở trong trong mình khi mình làm bất cứ điều gì và gọi là lấy học tập là một cái hành trình mà kiểu rất cá nhân thì mong rằng mọi người sẽ suy nghĩ thật là kỹ để có được một cái hành trình học tập nó phù hợp với bản thân mình nhất cũng như là đừng dừng lại trong trong quá trình học tập của mình em nghĩ là thế thôi anh nghĩ là đấy là một lời khuyên mà chắc chắn là các bạn khán thính giả của kênh người trong ngôn nghề cũng sẽ cảm thấy rất là hữu ích bởi vì uh, cá nhân anh anh nghĩ là nếu mà mình đây là câu quan điểm cá nhân thôi nhưng mà anh nghĩ là nếu cái giờ phút mà mình dừng học tập dừng phát triển thì uh, chắc đấy cũng là giờ phút mà mình cũng mất đi khá nhiều động lực với cá nhân anh là thế thì anh cũng hy vọng là mọi người cũng sẽ là nghe cái lời khuyên của em và có thể là mình cũng có những cái cách tiếp cận nào đấy để cho mình luôn luôn có cảm hứng, mình tiếp tục tiến lên.